Hello, xin chào tất cả các chị ở trong livestream của em ngày hôm nay nha. Rồi, hello tất cả các chị yêu ạ. Thì mấy chị ơi, chị nào mà đang ở trong livestream của em ngày hôm nay á, thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Cũng như ngày hôm qua luôn thì bên em sẽ sale đồ với giá rất là rẻ luôn nè. Cho nên là chị nào mà mình đang cần, nếu như mình mua đồ nè, đồ đẹp, đồ rẻ, thứ nhất là mình để bán lại nè, hay là em sẽ ưu tiên cho những chị nào là mẹ bỉm sữa nè, hoặc là những chị mà sinh viên, để những chị đó mình mua hàng về, thứ nhất là mình muốn kinh doanh tại nhà, ví dụ như livestream như em, hoặc là mình muốn là chụp hình để đăng bán những mẫu đồ, thì mình nhanh tay vào livestream hôm nay giúp em nha mấy chị nha. Hello tất cả các chị ạ. Rồi, hiện tại chị nào mà mình đang muốn hả chơi á, mình đang muốn hả mua đồ á, thì mình nhanh tay lên giúp em nha mấy chị yêu nha. Bên em bán đồ đẹp, đồ sale với giá rất là... gì vậy anh? Không được, ngồi lát sau đưa đồ, đưa cho em, tại sao thích comment? Kệ đi, xíu đưa đồ thì không thấy, chứ đưa lấy quá, lát không thấy cái mặt không thấy comment, không thấy cái đồ. Rồi, hello chị Thùy Dương nè. Rồi, chị nào vào rồi á thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Sau này ít người xem quá. Em mới vừa like mà chị ơi, mình nhớ là mình chia sẻ giúp em mới vừa like mà, cho nên là chờ giúp em một xíu. Chờ giúp em nha. Tại vì chờ đông đông chị xem một xíu thì bên em mới áp dụng nha. Và mấy chị yêu ơi, thì hiện tại là em sẽ bán đồ có sỉ nha chị Ngọc Thảo nha. Mình nhớ là chị nào vào rồi nhớ chia sẻ giúp em nha. Rồi, hiện tại chị nào vào rồi thì mình nhớ là chia sẻ giúp em nha. Rồi, hello chị Đặng Thị Ngọc Thịnh nè, hello chị Phạm Tuấn Anh nha, hello chị Trần Huệ nè. Rồi, hello tất cả các chị luôn, chị nào vào rồi là mình nhớ chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu nha. Em nói trước, chia sẻ thì bên em mới bán đồng với giá 69 ngàn nha. Chia sẻ thì mới bán đầm với giá 69 ngàn nha mấy chị yêu nha. Cho nên là mình lưu ý, không có chia sẻ em sẽ không bán đầm với giá 69 ngàn đâu. Ví dụ như là những chị nào mà mình muốn bỉm sữa hay là mình muốn kinh doanh ở nhà á, những chị em nào mà mình đang muốn kinh doanh ở nhà để mình kiếm thêm thu nhập nè, ví dụ như là buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối mình rảnh á, mình muốn kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập, thì em nghĩ là mình nên xem cái livestream này và mình đặt hàng những bộ nào. Thứ nhất là mình mặc nè, mình mặc thay đổi nè, rất là nhiều mẫu mã, rất là xinh luôn, và em sale. Và thứ hai là nếu mà mình muốn kinh doanh thì em bán sale với giá 69 ngàn thôi, rất là rẻ. Thì mấy chị về mình có thể là livestream mình bán là 100 ngàn là mấy chị lời hết 30 ngàn rồi. Và mấy chị bán 120 thì mấy chị lời 50 ngàn. Em nói thật, những cái bộ đồ bên em bán 100 ngàn, 120, khách mua rất là nhiều nha chị nha. Tại vì bình thường em bán shop, em livestream những bộ đồ này thì em bán với giá là 139 ngàn, nói chung là bán không hết luôn. Cứ một bộ như thế này là bên em bán và coi như là mấy trăm bộ hả chị ha. Vụt quần váy công chúa đầm xòe zoom có đầy đủ luôn nha chị yêu nha, có đầy đủ luôn á, cho nên là mấy chị yên tâm. Và em nói trước, đồ bên em rất là đẹp nha, mặc lên form đây, cái bộ em đang mặc đây nha mấy chị nha, mặc lên form lên dáng rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, à, đây, cho nên là mình yên tâm. Và 69 ngàn giá rất là rẻ rồi nha. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay vào livestream giúp em nha chị nha. Mình nhanh tay vào livestream giúp em nha mấy chị yêu nha. Chia sẻ nhóm được mà chị ơi, chia sẻ nhóm giúp em thì mới bán với giá 69 ngàn nha. Còn chị nào mà không chia sẻ, bên em sẽ không bán với giá sale đâu. Cho nên là mấy chị lưu ý, chia sẻ thì mới bán với giá 69 ngàn. Còn chị nào không chia sẻ, không bán với giá 69 ngàn nha. Rồi, thì hiện tại em sẽ lên từ từ từng mẫu. Nhưng mà những chị nào đặt hàng, mình phải chia sẻ giúp em. Tại vì bên em sẽ có nhân viên kiểm tra cho mình. Nếu mà chị nào không có chia sẻ, bên em sẽ không áp dụng với giá sale nha chị nha. Cho nên là mình lưu ý nha. Rồi, bây giờ là em sẽ lên từng mẫu từ từ cho mình nha. Cho nên là mình lưu ý bán mau hả? Trời ơi, chị ơi, mình chờ giúp một xíu để cho nhiều chị vào xem thì em mới bán được chứ. Không lẽ mới có mười mấy người xem mà em bán thì ai mua, ai mà coi nha. Cho nên là mình muốn mua đồ mình cũng phải chờ giúp em một xíu chứ trời. Rồi, hiện tại là em sẽ lên cho mình á một cái đầm body rất là xinh nha. Hello chị Ngọc Tiền nè. Rồi, em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm body rất là sang luôn nha. Hello chị Xuân Nguyễn nha. Hello Nguyễn Ngọc Thảo Tiên đây ạ. 55kg mặc vừa, 55kg là những cái bộ mẫu đầm suông bên em nha chị yêu nha. Đầm suông bên em rất là xinh. Rồi, một mẫu đầu tiên đầm body, chất liệu của nó là ren nè. Đằng sau có khóa kéo, phần dưới là chất cát hàng tim tuyến nha chị nha. Nó có đính nút, mặc bộ này rất là sang nha và xẻ đồ luôn. Em nói trước, bộ này rất là sang nha, và bộ này 52kg đổ xuống. 52kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 giúp em đây ạ. À, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Rồi, mã số là D14.
D14 nha chị nha. Chị nào lấy bộ này nhanh tay lên giúp em nè. Mã số là D14 nha chị nha. Đây ạ, rất là xinh luôn nha chị nha. Rồi, chị nào đặt hàng để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống D14, khoảng trống địa chỉ nha. Và mỗi bộ sale chỉ còn có 1-2 cái thôi. Chị nào đặt nhanh thì còn hàng, chị nào đặt chậm không có đơn hàng nha chị nha. Vậy nay có đầm suông không chị? Có nha chị yêu ơi, mình chờ giúp em một xíu đi. Tại vì sale cho nên là em lên rất là nhiều mẫu đầm, cho nên là mình chờ giúp em nha. Rồi, D14 rất là xinh nha chị nha. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống D14 nha chị nha. Đây ạ, cực kỳ xinh, cực kỳ sang cho mình luôn đây nha. Mấy chị coi chất ren của nó nha, 69.000 bao giá thị trường luôn. Rồi, chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nè. D14 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, địa chỉ giúp em nha. Có địa chỉ bên em mới chốt đơn hàng cho mình nha chị nha. Không có địa chỉ không chốt đơn nha. Không có địa chỉ không chốt đơn giúp em nha. D14 một cái mẫu đó là đầm body rất là xinh. Cực kỳ xinh cho mình luôn nha. Chị nào lấy thì mình nhanh tay lên giúp em nha. D14 nha. Rồi, rồi tiếp theo luôn em lên cho mình nha. Một cái mẫu đầm body luôn. Hôm nay là bên em lên mẫu đầm body khá là nhiều. Tại vì hôm qua là rất là nhiều chị hỏi những mẫu đầm body, thì hôm nay bên em lên cho mình rất là nhiều những mẫu đầm body luôn nha chị nha. Rồi, một cái mẫu đầm body mã số là D29 đây nha chị nha. Chất liệu của nó là chất thun cát, đằng sau có khóa kéo luôn nha chị nha. Phần dưới của nó là có phổ ren như thế này nè chị yêu ơi. Đây, phần dưới có phổ ren. Bộ này 52-53 ký độ xuống giúp em. Vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha chị nha. Vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha. Rồi, mã số là D29 nè. Chị nào lấy bộ này nhanh tay lên giúp em nha. Hello chị Ngọc Bích nha. D29 một mẫu đầm body rất là xinh luôn nha chị nha. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống D29 khoảng trống địa chỉ giúp em. Mỗi mẫu sale còn có 1-2 bộ thôi à. Cho nên là chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay đặt ở trên cái livestream này giúp em nha chị nha. Đúng rồi, tại vì còn có 1-2 bộ thôi là đem sale nha chị nha. Rồi đây, ví dụ như là cái mẫu em đang mặc rất là xinh luôn. Đây nha, em sale là còn 69.000 nha chị nha, rất là xinh luôn cho mình. Mẫu này đằng sau có luôn khóa kéo cho mình nha chị nha. Form lên giá y như em luôn là 52kg độ xuống giúp em nha chị nha. 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 luôn giúp em nha. Đây ạ, có zoom nha chị ơi, rất là xinh luôn nha. Rồi, mã số cái của em đang mặc là D24 nha chị yêu nha. Mã số em đang mặc là D24 và size là tầm 52kg đổ xuống giúp em nha. Một cái váy công chúa rất là xinh luôn, mã số là D24 nha. Đây, cái mã số em đang mặc là D24. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống D24, khoảng trống địa chỉ. Và có một cái duy nhất thôi. Tại vì những mẫu sale là còn sót lại kho 1-2 cái, cho nên bên em sẽ bán với giá rẻ. Chứ không phải là mấy chị nghĩ là hàng bị lỗi, hay là hàng như là hàng si, hay là hàng mới bán với giá 69.000, không có nha. Em nói trước là những cái bộ này là toàn có tem bộ mới không, thì sale còn có bộ, còn có một bộ nhân viên bên em mới sale, chứ không phải là bán hàng cũ hay là hàng mặc rồi cho mấy chị đâu, không có nha. Chị Lê Thị Ngọc Bích ơi, 69.000, mình để D24 cho em cái số điện thoại và địa chỉ nha chị nha. Chị để D24 không à, bên em không chốt được hàng cho mình. Số điện thoại khoảng trống D24 khoảng trống địa chỉ. Ok, chị Phương Phố nào cho em xin địa chỉ nha. Rồi, mã số D29 một mẫu đầm body rất là sang luôn nha chị nha. Cực kỳ sang luôn nha chị nha. Đầm em đang mặc hết rồi, hồi nãy em giới thiệu người ta đặt hết rồi chị ơi. Em nói rồi, một mẫu xe có một cái à. Đây, một đầm body mã số D29 rất là xinh luôn nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo nè, D29 nha. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. D29 số điện thoại, mã số và địa chỉ giúp em nha. Bộ này rất là xinh, 52-53 ký độ xuống. Mặc bao sang bao xinh luôn nha chị nha. Đầm tới đâu? Đa số đầm tới gối hoặc là trên gối nha chị nha. Gối hoặc là trên gối giúp em. Mã số cái đầm body đỏ này là D29 nha. Chị nào lấy để lại liền giúp em. Em nói trước, mình mua về đi rất là ưng. Và chỉ có 69.000 thôi nha mấy chị nha. 69.000 bao rẻ luôn rồi đó. Không phải là bán đồ cũ cho mình đâu, cho nên là mấy chị yên tâm. Rồi, một mẫu đầm body rất là xinh luôn nha chị nha. Eo 73 là mặc mẫu nào bên em cũng vừa chị ơi. D29 có màu khác không? Có một màu đỏ thôi nha chị nha. Màu đỏ đó mặc lên rất là sang, chứ không phải là màu đỏ chói đâu. Rồi, chị nào lấy bộ này nhanh tay nè. Một mẫu đầm body tay dài,
tay mấy chị có thể là cắt lên giúp em thành tay lỡ nha mấy chị nha, rất là xinh nha mấy chị nha. Rồi màu bảo đầm body rất là sang, bộ này mặc lên bao đẹp luôn á, đi tiền bao đẹp luôn nè. Rồi mã số là D14 nè, cái mặc bộ này D14 nha, cái bộ màu đen body này là D14 nè, phải em đang mặc hết rồi. 69.000 nha chị nha, chia sẻ livestream cho em sẽ được với giá 69.000 nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay em qua liên tục. Rồi lên zoom cho mình đây nha chị nha. Chị nào hồi nãy giờ chờ zoom nè. D22 là cái mẫu zoom này nha chị nha. Rồi rồi D22 đây nha chị nha. Một mẫu zoom cổ vest rất là xinh luôn nha. 58kg cơ chị, có được không? 58kg không vừa đâu chị yêu ơi, 58kg không vừa. Nếu một eo dưới 72 hoặc 73 với em thì mới vừa nha. Rồi một cái zoom rất là xinh luôn đây nha mấy chị nha. Zoom cổ vest nha chị nha, cái của em đang mặc hết hàng rồi. Rồi đây nha chị nha, một cái zoom nha mấy chị nha, cổ vest rất là xinh, đằng sau có khóa kéo, bên trong có quần giả váy như thế này nha chị nha. Đây đây có quần giả váy như thế này luôn. Rồi mã số là D22, mẫu này 52-53kg đổ xuống nha, 52-53kg đổ xuống giúp em nha mấy chị nha, rất là xinh cho mình luôn nha chị yêu nha. Đây ạ, cực kỳ xinh cho mình luôn như thế này nha, đây ạ, rất là xinh. Rồi mã số là D22, chị nào lấy zoom này để lại liền giúp em D22 số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. D22 số điện thoại và địa chỉ giúp em. Em nói trước bao đẹp luôn á mấy chị ơi, 70-70 ngàn, 69-70 ngàn. Và mấy chị mua về một cái mẫu đầm như vậy rất là xinh rồi chị ơi, thật luôn á, rất là xinh rồi. Thứ nhất mình có thể mua về mình mặc nào, mình có thể mua về mình bán nào, đều được hết nha. Shop em ở quận 7 nhưng mà em không có bán trực tiếp shop, em bán online nha. Em nãy giờ qua mấy mẫu đầm body luôn á chị ơi. Có nha chị Trần Lan nha, hồi nãy em trả lời mình mấy lần luôn á. Rồi em lên tiếp cho mình một cái mẫu váy dài nha, rất là xinh luôn. Rồi một cái mẫu váy dài rất là xinh cho mình nha chị nha. Đây ạ, một cái mẫu váy dài rất là xinh luôn. Thì chất liệu của nó là ren 2 lớp nha chị nha. Chất liệu của nó là ren 2 lớp đây. Ở bên trong là có một lớp thun, ở dưới của nó là dạng đuôi cá như thế này nha mấy chị nha. Đây đuôi cá rất là xinh. Và đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo, đi biển 60kg không vừa đâu chị ơi. Bên em không có đồ 60kg nha. Rồi bộ này 52kg đổ xuống giúp em nè mấy chị yêu ơi. Mã số là D13 nha, D13 giúp em nha chị nha, rất là xinh luôn. Tay của nó dạng là tay cánh tiên nha chị nha. Tay của nó dạng là tay cánh tiên. Rồi đằng sau có khóa kéo nha chị nha, D13 nha chị nha, D13 là cái bộ này nha. Rồi ok chị, lớp ren nè, không có xem lại được đâu. Mỗi bộ em qua là qua rất là nhanh, tại vì có người đặt rồi là không có giới thiệu lại đâu chị ơi. Cho nên là mình xem đồ sale mà không có xem lại được nha. Rồi có đầm trắng nha, vậy em đang mặc hết hàng rồi. Tiếp theo một cái set bộ rất là xinh, và cái bộ này bên em bán cháy hàng cực kỳ, mấy trăm bộ hết sạch đây nè mấy chị ơi. Cả set bộ hồi nãy chị nào hỏi set bộ đây, kèm áo cổ vest, tay của nó là tay lưới đây, tay của nó là tay lưới cổ vest đây nha mấy chị nha. 55kg đổ xuống vừa, bộ này 55kg đổ xuống vừa. Quần của nó là quần lưng thun và có luôn cả túi luôn nha mấy chị nha. Đây có cả hai túi luôn cho mình. Rồi mã số là D31 nha. Bộ này em nói bình thường bên em bán với giá là 139.000, nhưng mà hôm nay còn có 1-2 bộ à, cho nên sale là còn 69.000 nha. D31 chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. Đây cổ của nó sẽ là cổ vest như thế này nha chị nha. Rồi D31 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị nha. Rồi D31 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị nha. Cho em số điện thoại, địa chỉ và mã số giúp em nha. Số điện thoại, mã và địa chỉ giúp em nha mấy chị nha. Mới có đơn hàng nha. Rồi một cái váy công chúa màu trắng, đầy đủ cú pháp mới có đơn hàng nha chị nha. Rồi tiếp theo 69.000 em bao giá thị trường đây. Bộ của em cũng 69.000 đây nha mấy chị nha, mà có người đặt rồi. Em nói trước cầm lên mấy chị thấy không đẹp, nhưng mà mặc lên rất là đẹp. Đây váy xòe màu trắng rất là xinh, tựa tựa như váy của em nè, tựa tựa như cái váy của em nha. Rồi đây mã số là D30, chất liệu của nó là ren 2 lớp nha. Đằng sau có khóa kéo, tựa như cái váy của em, ren luôn, ren màu trắng luôn nha. Rồi mã số là D30 nè, chị nào lấy nhanh tay nha. D30 đằng sau có khóa kéo, còn một cái duy nhất chị nào lấy để lại liền cúp giúp em. Tựa tựa như cái váy của em nha chị nha, gần giống luôn á. Màu trắng D30. Chị ơi đừng có ghi mình lấy bộ đen, mình lấy bộ này, mình lấy bộ kia. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, địa chỉ. Chị Giang Nguyễn cho em xin địa chỉ. D30 nha chị nha. Rồi 52kg mặc mẫu nào bên em cũng vừa. Rồi D30 nha. Rồi body nãy giờ em qua mấy bộ rồi đó chị ơi. Body nãy giờ em lên mấy bộ rồi đó. Rồi D19 tiếp tục luôn.
Rồi một mẫu đầm body đây nha mấy chị nha, còn mạc luôn, còn tem luôn cho mình nha, cho nên là mấy chị yên tâm, không phải là đồ cũ, đồ mặc rồi mà em bán đâu, toàn bộ đều là đồ mới hết nha mấy chị nha, chưa ai mặc qua một lần đây, còn tem luôn cho mình nha. Rồi một cái đầm body rất là xinh luôn, chất liệu của nó là ren hai lớp nha, mã số là D19 nè, D19 chị nào lấy nhanh tay đây nha chị nha, ren hai lớp luôn. D19 chị nào lấy nhanh tay giúp em, chất liệu của nó ren bao mịn luôn á mấy chị ơi. Đây nè mấy chị coi chất ren của nó nè. Đây nha, rất là mềm mịn nha. Rồi D19 chị nào lấy nhanh tay, đằng sau có khóa kéo nha. 52 53 kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 là vừa nha. D19 nha chị nha. Rồi D19 nha, chị nào lấy nhanh tay. Hồi nãy có chị nào lấy cái zoom D22 thì mình nhanh tay để lại liền giúp em nha. Cái zoom mà D22 rất là xinh nha. 42 kg, mặc mẫu nào bên em cũng vừa. Rồi tiếp theo luôn, mã số là D32, một mẫu body nữa nha chị nha. Chất liệu của nó, chị nào mà không thích body ren thì mình lấy cái mẫu đầm body chất của nó là thun cát nha chị nha. Đây ạ, à, đây đắp chéo bên eo nha, và đằng sau có khóa kéo nè, đắp chéo bên eo, đằng sau có khóa kéo đây nha mấy chị nha. Rồi mã số là D32, mặc bộ này sang lắm nha, bộ này rất là sang nha, màu đỏ đô nha chị nha, bộ này rất là sang, cực kỳ sang luôn. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nè, D32 nha chị nha, D32 nha chị nha, cái bộ màu sang này nè, màu đỏ đô này nè là D32. Rồi chấm 70 cân là 70 cân không có vừa đâu chị ơi, 70 cân không có đồ bên em luôn á. Rồi D32 là bộ hồi nãy nha, chị nào lấy nhanh tay nha. Em chị Hạnh Siro ơi, chị biết sao không? Tại vì nhiều quá em không có đọc được hết. Với lại là em tranh thủ qua đồ cho mình nhanh đó, để cho nhiều chị chọn lựa, chứ không phải là không muốn đọc tên chị nào có hàng đâu. Tại vì em muốn là qua mẫu nhanh, cho nên là mấy chị cứ đặt đi, cứ đặt đi giúp em. Ví dụ như là cái bộ đó mà mình thấy đã 6-7 người đặt rồi thì mình đừng có đặt nữa, là không có hàng đâu. Ví dụ như cái bộ đó mà có 1-2 người đặt thì mình đặt đi. Tại vì những chị trên mà không nghe trước, bên em chuyển xuống cho những chị sau liền. Cho nên là mấy chị cứ yên tâm, thấy mà bộ đó nhiều người đặt quá rồi thì đừng đặt nữa. Còn những bộ nào mà chưa có người đặt hay là 1-2 người đặt thì mình cứ đặt nha. Nha, rồi, ok, tất cả 69.000. Rồi em lên một cái set rất là xinh luôn. Chị nào mà lấy được set này là bao đẹp luôn đây nè. Rồi, mã số là D33 nha. D33 kèm áo thun và kèm ở chân váy cho mình nha. Kèm áo thun rất là mềm mịn nha chị nha. Kèm áo thun rất là mềm mịn như thế này nha. Và kèm luôn cả chân váy cho mình mà chỉ có 69.000 thôi. Đây, chân váy. Chân váy có xẻ đùi luôn nha chị nha. Có xẻ đùi luôn, chất thun đây nha. Đây. Đây nha mấy chị nha, không thoải mái luôn á. Rồi bộ này 53 kg đổ xuống là 53-54 kg, mã số là D33 nha chị nha. D33 rất êm, rồi rất là xinh luôn á. Áo thun mình có thể phối với những cái áo khác. D33 một bộ nha, cả set nha chị nha. Rồi cả set luôn mà chỉ có 69.000 thôi, D33. Rồi ok nè, đó, ok hơn nè, đặt nhanh nè. Rồi tiếp theo. Rồi một cái mẫu đầm body, em nói cái mẫu đầm body này 69k, bộ nào cũng 69k hết. Rồi cái bộ đầm body này là cái màu đỏ hồi nãy á, nhưng mà nó có màu trắng nữa nè. Mã số là D35, rất là sang. Bộ đầm body này chị nào hết màu trắng nhanh tay lên giúp em, bao sang luôn nha. Đây, ở phần dưới của nó là có phối ren nha, ở phần dưới của nó là có phối ren, rất là xinh. Chị nào thấy cái ren hơi dài, mình cắt lên giúp em, mình cắt lên một xíu. Em ship tất cả các tỉnh luôn, tỉnh nào cũng ship hết. Và phí ship tất cả các tỉnh là 30.000. Phí ship tất cả các tỉnh là 30.000. Một bộ phí ship vẫn 30.000. Hai bộ phí ship vẫn 30.000. Năm bộ phí ship vẫn 30.000 nha. Rồi D35 nè, nhanh tay. Đúng rồi, 69.000 nha, D35 nha. Rất là xinh cái body này luôn á. Mấy chị coi cái form của nó đẹp lắm. Đây, thoải mái luôn nha. Đây ạ, vòi 52-53 kg đổ xuống nè, D35 nha. Nhiều đồ đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị yên tâm đi, rất là nhiều đồ đẹp. Mà em bán 69.000 à, rất là rẻ luôn, 69.000 chị ơi, có dòng kim, coi dòng kim giúp em đi. Em trả lời mấy chị thôi là cũng hết thời gian. Rồi, một cái maxi này mà em lên cho mấy chị là 69.000 là bao rẻ luôn. Mấy chị ơi, hồi nãy chị nào đặt hàng chưa có địa chỉ, để lại địa chỉ liền giúp em, mới chốt hàng nha. Có địa chỉ mới chốt hàng nha chị nha, chị nào không có địa chỉ không chốt hàng nha. Hồi nãy giờ rất là nhiều chị đặt hàng không có địa chỉ, không có địa chỉ, hủy đơn hàng, không có chốt hàng cho mình đâu. Rồi, một cái đầm maxi cực kỳ xinh đây nha mấy chị nha, còn tem luôn cho mình nha chị nha. Còn tem luôn cho mình nha, cho nên là mấy chị yên tâm, không phải là đồ cũ đâu, không phải là đồ mặc rồi đâu, đồ rất là mới, đồ còn mới tanh hết.
bộ nào cũng mới hết. Và chỉ còn một bộ cho nên là em sale nha, chứ không phải là đồ cũ, đồ suy mà em sale đâu. Rồi một cái đầm maxi, chất liệu của nó là ren, cổ của nó là dạng cổ yếm rất là xinh luôn. Ren hai lớp nha, bên trong là một lớp thun, bên ngoài là một lớp vôn nha chị nha. Đây ạ. Đây nha, bên ngoài là một lớp vôn nha. Rồi mã số là D36, bộ này em bán 69.000. Coi như là em lỗ luôn rồi đó mấy chị ơi, mấy chị lời luôn á. Đây, bộ này mà 69.000 là em bao giá luôn, không ở đâu bán đâu nha chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo nha. Rồi mã số là D36 nè, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Maxi màu trắng, đi chụp hình đi biển rất là xinh nha. D36 ạ, để lại thì đặt đúng cú pháp cho em. Là số điện thoại, khoảng trống, mã số, khoảng trống, địa chỉ thì mới có đơn hàng nha. Đừng có viết khoảng cách D36. Viết chính liền giúp em số điện thoại, khoảng trống, D36 viết chính liền luôn. Rồi D36 nha, cho em xin địa chỉ đi mấy chị yêu ơi, không có địa chỉ không ai chốt hàng đâu. Viết D36 viết chính giúp em đi, chứ đừng có D khoảng trống 36 không có được nha. D36 viết chính liền luôn, đừng có D khoảng trống 36 là không có đơn nha. Rồi tiếp tục nha. Ok, em thấy địa chỉ của nhiều chị rồi nè. Ok nha. Rồi mấy chị ơi nhớ, mình để địa chỉ một lần thôi là được rồi. Là những cái hở đơn kia mình đừng có để địa chỉ nữa. Để địa chỉ chỉ một lần thôi giúp em là ok. Rồi một cái đầm body bên em bán bộ này là coi như là phải nói là 169.000 một bộ, nhưng mà đang sale nha. Rồi 69.000 đây, một bộ duy nhất. Rất là xinh, bộ này rất là xinh nha chị nha. Bộ này rất là xinh nha chị nha. Đây rất là xinh nha. Đây nè, cái màu đỏ này là màu đỏ đô đô á, màu đỏ sẫm chứ không phải là màu đỏ chói, cho nên là mấy chị yên tâm, đằng sau có khóa kéo. Đây, một cái dây buộc nơ eo cho mình nha chị nha. Chị nào không thích buộc nơ cắt ra luôn giúp em đều được. Không thích buộc nơ cắt ra giúp em đều được nha chị nha. Đây ạ. Rồi mã số là D48, bộ này 50-51kg đổ xuống nha. 51kg đổ xuống nha. Rồi D48, chị nào lấy nhanh tay. Bộ body này hơi bị xinh đó, em nói thật. Bộ nào xinh là em nói xinh nè. Bộ nào đẹp em nói đẹp, cho nên là chị yên tâm đi. Mua về mà mặc không đẹp thiệt quăng như mặt em luôn, em nói thật. Tại vì những bộ này rất là xinh, em mặc rồi, em mặc em bán mà, cho nên là em biết, nên là mấy chị yên tâm nha. Rồi cái bộ hồi nãy mã số D48 nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình luôn. Chị ơi mình đừng có lấy cho chị cái này, lấy cho chị cái kia, không có ai chốt hàng đâu. Mình để lại giúp em là số điện thoại, khoảng trống, mã số, khoảng trống, địa chỉ là được nha. Đừng có lấy bộ này lấy bộ kia. Rồi tiếp theo một cái set rất là xinh luôn. Cái áo dạng như là áo đốp tốp. Đây, áo dạng là áo đốp tốp, rất là dễ thương luôn. Bộ này bao xinh luôn đây nè. Đây, áo đốp tốp và chân váy của nó là dạng chân váy đuôi cá. Đây nha chị nha. Chân váy của nó là dạng chân váy đuôi cá như thế này nha. Chân váy ôm á nha. Chân váy ôm đuôi cá nha. Đây, dạng chân váy ôm đuôi cá nha chị nha. Đây ạ, ôm nha, chân váy ôm á, đuôi cá rất là xinh luôn. Và kèm cả áo cho mình luôn nha chị nha. Đây, rất là xinh. Bộ này là tầm 50-51kg độ xuống. Mã số là D47 nha chị nha. D47 nha chị nha. 50-51kg độ xuống giúp em, rất là xinh luôn. Mấy chị có thể mặc cái áo đắp tóp này phối với những cái quần jean hay là chân váy đen gì đó tùy mình. Còn những cái chân váy này mấy chị có thể là mặc theo áo sơ mi nè, hay là mấy chị mặc vô áo thun luôn giúp em vẫn được nha chị nha. Không có tầm 58, dạ không có 58-60kg chị yêu ơi. Rồi mã số này là D47 nha. D47, chị nào lấy thì nhanh tay để lại liền giúp em nha. D47, khoảng trống, số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị nha. Rất là xinh, cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay. Chị Sushi ơi, cho em số điện thoại, khoảng trống, D47 và địa chỉ. Rồi em lên xếp bộ cho mình nha. Chị nào hồi nãy giờ chờ xếp bộ, chị nào hồi nãy giờ chờ xếp bộ bây giờ em lên nha. Rồi kèm áo và kèm luôn cả quần mà chỉ có 69.000 thôi nha. Đầm em hết rồi, hồi nãy là khách đặt hết rồi chị yêu ơi, có một cái à. Rồi kèm áo và kèm luôn cả quần nè. Đây, một cái áo thun đây nha mấy chị nha. Đây là áo nha, áo và kèm cả quần luôn nha chị nha. Quần kiểu, cho nên là mấy chị yên tâm nha.
Đây quần kiểu nha mấy chị nha, đây kèm theo cái nơ buộc thêm cho mình luôn. Đây quần kiểu nha chị nha. Bộ này tầm 50-51kg đổ xuống giúp em. Vậy em đang mặc hết rồi. Tất cả những mẫu đồng giá đều 69.000. Đây nha, quần nha chị nha, rất là thoải mái luôn. Đây nha, rồi bộ này 50-51kg đổ xuống giúp em nè. Là kèm cả áo như thế này và kèm cả quần như thế này luôn nha. Rồi mã số là D25. Mặc ở nhà bộ này rất là xinh. Bộ này ra ngoài ít nhất mấy chị mua là cũng phải 150-160 là ở ngoài chợ á. Chợ ít nhất người ta bán bộ này là cũng phải 150-160 rồi đó. Cho nên là chị nào lấy nhanh tay nè. Mã số là D25, mặc ở nhà. Không thì mấy chị mặc đóng thùng đi ra ngoài nha. Mặc đóng thùng đi ra ngoài vẫn được ok. Mặc đi chơi đồ thoải mái luôn, y như là kiểu luôn ha. Rồi mã số là D25, chị nào lấy nhanh tay để là liền giúp em nha. D25 nha. Rồi lên đầm hả? Ok, em đang lên đầm đây, từ từ nè. Rồi, hiện tại là em lên cho mình là một cái đầm ôm rất là xinh luôn. Cái đầm này là đầm body ôm, phông dài. Nếu mà chị nào thích phông dài thì mình lấy, còn không thích phông dài thì mình có thể cắt lên giúp em nha chị nha. Rồi đây ạ. Đây. Đây chất liệu của nó là thun gân. Bộ này 53-54kg đổ xuống vừa nha. Bộ này 53-54kg đổ xuống vừa giúp em nha chị nha. Đây ở rất là xinh. Thì form của nó là form dài, dài qua gối luôn á em. 1m6 là dài qua gối. Nhưng mà nếu chị nào mà không thích form dài như vậy, mình có thể cắt lên đều được nha. Không thích form dài mình có thể cắt lên giúp em nha chị nha. Đây ở rất là xinh. Tay, nếu mà tay của nó là tay dài luôn. Nếu mà chị nào không thích tay dài mình là mình cắt lên giúp em vẫn được. Những cái này cắt thoải mái nha chị nha, tùy theo ý mình. Và đằng sau có luôn khóa kéo nha chị nha. Đây đằng sau có luôn khóa kéo nha. Đây rất là xinh. Rồi mã số là D27 nha. D27, chị nào lấy nhanh tay để là liền giúp em. 53-54kg thoải mái. Hello chị Kim Nga nha. Đầm suông hả? Rồi để em xem có đầm suông bên em lên cho mình nha. Rồi mã số là D27 nha chị nha. Chị nào lấy thì nhanh tay giúp em nè. D27 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị Yên nha. Rồi em lên cho mình là like lâu lâu vậy nha chị. Rồi em like thì em like cho hết rồi thôi nha. Rồi hết rồi thì em sẽ nghỉ nha. Rồi tiếp theo. Rồi em lên cho mình một mẫu đầm suông đây. Rồi một mẫu đầm suông. Ok chị Linh Cherry dùng đơn nè. Rồi chị có đầm nào đi ăn cưới? Trời ơi đi ăn cưới nãy giờ em lên rất là nhiều những mẫu đầm luôn á. Ok sushi nha, hello. Rồi đây em lên cho mình một mẫu đầm suông. Cái này là màu hồng cam nha chị nha. Màu hồng cam rất là xinh luôn. Và đằng sau là có khóa kẽo nha chị nha. Đằng sau có khóa kẽo luôn cho mình, rất là xinh đây nha chị nha. Bộ này mặc cưng lắm. Có đầm thun, hồi nãy giờ có qua đầm thun luôn rồi. Có zoom hồi nãy có qua zoom luôn. Mình chờ giúp em một xíu để em xem tiếp tục nha. Em xem tiếp tục để coi còn zoom không, em lên cho mình nha. Rồi mã số là D02, rất là xinh nha chị nha. Bộ này mặc xinh lắm nè. Bộ này mặc rất là xinh nha chị nha. Đây ạ, rất là xinh luôn á. Chất liệu của nó là thun cát nha chị nha, rất là thoải mái luôn. Đây đằng sau có khóa kéo, kèm cho mình luôn một cái nơ nha. Cổ của nó là cổ bẻ như thế này nè. Đây rồi mã số là D02 nha. D02, bộ này 55kg độ xuống vừa nha. 55kg độ xuống vừa, D02 mặc rất là xinh á. Cái bộ này mặc cực kỳ dễ thương nha. Rồi, chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. D02, ok, mũi trần nè, đó, đặt rất là nhanh luôn. Bộ đó mặc xinh lắm, em nói thật, bộ đó mặc cưng lắm. Tại vì những cái bộ này em đã mặc và em đã bán tới hàng trăm bộ rồi. Cho nên là còn có một bộ cho nên em sale. Chứ không phải là hàng cũ hay là mặc lên không đẹp mà em sale đâu. Mấy chị có thể vào cái shop của em mà mình coi những cái like em đã mặc rồi. Like mấy tuần rồi á. Em đã mặc hết những bộ này rồi và rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi một mẫu đầm body nữa nha chị nha. Tầm bộ hồi nãy đầm suông là tầm 55kg nha. Rồi em lên cho mình một mẫu đầm body cực kỳ xinh luôn nha chị nha. Ở đằng eo của nó là có nhúng vai và có cả dây buộc nơ luôn. Chị nào không thích dây buộc nơ mình cắt ra giúp em nha. Rồi đầm em mặc hết rồi nha. Rồi đây đầm này đi ăn cưới được nè em ơi, rất là xinh. Đằng sau có khóa kẽo luôn, không hề già nha. Bộ này không hề già. Mã số là D43 nào. Rồi bộ này không hề già nha mấy chị nha, rất là xinh luôn. Đây mã số là D43. Bộ này mấy chị mặc bao sang luôn. Dành cho những chị nào mà đi đám cưới, đi tiệc tùng rồi này kia, đi họp lớp rồi này kia á. Mình sang trọng, mình mặc cái này mình mang guốc lên nữa, rất là sang nha chị nha. Đây nha, đây. Rồi D43, chất liệu của nó rất là thoải mái luôn nha chị nha. Cực kỳ thoải mái luôn. Rồi D43, chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. Rất là sang, bộ này mặc sang lắm. Số mẫu quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nha. Chị Phạm Tuấn Anh ơi, mình cho em xin cái khoảng trống ngay chỗ D43 đi chị ơi. Chị để dính liền như vậy à, không có ai chốt được hàng cho mình đâu nha.
mình để khoảng trống giúp em đi, đừng có để dính liền, dính liền không ai thấy đơn hàng của mình hết. Để số điện thoại khoảng trống đây 43 giúp em đi mấy chị yêu ơi, và địa chỉ luôn, địa chỉ luôn giúp em đi, địa chỉ nha. Rồi, một mẫu đầm công chúa, một mẫu đầm công chúa cổ yếm, kèm dây buộc nơ ngay eo cho mình luôn, kèm dây buộc nơ ngay eo cho mình luôn. Chị nào thích thì buộc, không thích thì khỏi buộc luôn. Đây rất là xinh, một mẫu đầm công chúa đi tiệc luôn. Đây nha, ở phần dưới của nó là dạng lưới nha chị nha. Bộ này mặc lên ôm dáng lắm, ôm dáng cực kỳ đẹp luôn, 52kg đổ xuống giúp em. Đằng sau có khóa kéo nha. Bộ này mặc cưng lắm nha mấy chị nha. Bộ này mặc lên xinh lắm luôn. Đây ở xinh lắm, bộ này mặc lên rất là xinh nha. Đây, xinh lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi mã số là D43, kèm theo dây ngay buộc ngay cái eo này nè, ngay buộc ngay cái eo á, làm điểm nhấn nha. Rồi mã số là D43. Những cái bộ nào đẹp quá là em qua nhanh, tại vì những cái bộ này cháy hàng lắm. Những cái bộ này em có hợp like thôi là cháy hàng lắm rồi đó mấy chị ơi. Rồi D44 chứ, D44 nha, cái bộ hồi nãy là D44 nha mấy chị nha, đầm công chúa D44 nha. Xinh lắm á, bộ đó mặc rất là dễ thương nha. Rồi, bộ nãy D44 chị ơi, D44, D43 là bộ trước. Còn bộ em mới vừa qua, đầm công chúa màu đen đó là D44 nha. Bộ D43 là hết rồi nè. D43 là bộ trước. Còn cái bộ em mới vừa like á, màu đen á, mà váy xòe á, lưới á là D44 nha. D44 nha chị nha. Rồi, cho em xin số điện thoại, địa chỉ đi. D đừng có khoảng trống. D44 viết dính liền giúp em, đừng có khoảng trống nha. Rồi, đây, tiếp theo lên một mẫu đầm body siêu siêu xinh nữa đây. Một mẫu đầm body siêu xinh nữa cho mình, mã số là D45. Rồi, mã số D45 nha, chất liệu của nó là lưới nha chị nha, đằng sau có khóa kéo. Đây, chất liệu của nó là lưới, đằng sau có khóa kéo, phần dưới là có phối như dạng đuôi cá á. Như dạng đuôi cá rất là xinh. Rồi, D45 nha, bao xinh luôn. Bộ này chị nào không thích đi đẹp màu đen thì lấy màu trắng, bộ này rất là xinh nha chị nha. Bộ màu trắng này rất là xinh nha chị nha, đây ạ. Rồi D45 nha, D45, chị nào lấy nhanh tay lên giúp em nha. D45 nha chị nha, bộ này sang lắm mấy chị ơi. Những cái bộ body bên em nói thật, mặc lên ôm body cực kỳ, chị nào không lấy là tiếc hụi hụi luôn. Tiếc cả tuổi thanh xuân của mình luôn ha. Rồi D45 hồi nãy nha. Rồi cái bộ đó sang lắm nha. Em nói trước không lấy là tiếc cả tuổi thanh xuân luôn á, em nói thật. Cho em xin địa chỉ đi mấy chị ơi, những chị vô sau nào người ta đặt hàng không có địa chỉ là không có được nha. Có địa chỉ giúp em đi mấy chốt hàng nha. Rồi tiếp theo một mẫu đầm rất là xinh, như dạng là đầm xòe nhẹ. Đầm này là đầm xòe nhẹ nhưng mà nó sang lắm. Đây nha mấy chị nha, đây. Phần trên của nó là dạng như giả nút như thế này nha. Có nút như thế này nha chị nha. Đây có nút như thế này cho mình nha, mình tháo ra nha. Đây rất là xinh. Bộ này mặc cưng lắm nha, mặc sang trọng lắm. Bộ này mình mang guốc lên nè và mình phối với lại túi xách hay giỏ xách đồ đó. Đây rất là xinh nha. Rồi mã số là D46 nha chị nha, D46, chị nào lấy nhanh tay. Bộ này 52-53kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha. Vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha. D46 nha chị nha. Rồi chờ, cái bộ đó đẹp lắm, tại vì đa số những bộ này là toàn là mẫu hết không mà mình riêng còn sót lại một hai cái à. Rồi cái bộ hồi nãy là D46 nha. Ok, chị Trần Ngọc Trúc nè, chị Ngọc Trúc cho em xin địa chỉ đi. Có địa chỉ chưa ạ? À? Rồi, một cái này đầm suông đây, đầm suông đây nè, đầm suông đây nha chị ơi, từ từ. Rồi, đầm suông đây. Rất là xinh, cái này là chị nào tầm là 53-54kg đổ xuống vừa. Và có thể là 55 luôn nếu mà mình cao cho 1m6 hoặc là 63. Đây nha chị nha, đầm suông. Đằng sau có khóa kéo, cổ của nó là cao lên tới đây này nha chị nha, rất là xinh luôn. Đây nha, ở trên là ren, ở phần dưới là von hai lớp, rất là xinh nha chị nha, đây. Rồi, mã số là D49 nha. D49, chị nào lấy nhanh tay. Giá 69.000 chị ơi, sale chia sẻ giúp em mới được giá 69.000 nha. Và mình đặt hàng nhanh lên giúp em nha, tại vì mỗi bộ sale còn có một hai cái thôi. Đây, D49 nha. Đỏ đô, màu đỏ đô nha chị nha, màu đỏ đô rất là xinh. Mặc lên bao sang bao trắng da luôn, bầu bì 1 2 tháng, 2 3 tháng mặc được. Rồi, D49 là một cái đầm suông đó đó, đầm suông đó bên em hot lắm. Hot cực kỳ luôn. Rồi chị nào lấy nhanh tay nha, D49 nha.
Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục nha. Rồi hình như là zoom nè. Rồi zoom. Nãy giờ chị nào kiếm zoom? Đây một cái zoom dạ váy nha chị nha. Zoom dạ váy cổ vét, mã số là D50. Zoom dạ váy cổ vét đằng sau có khóa kéo nha. Zoom dạ váy cổ vét đây, đằng sau có khóa kéo luôn. Đây nha chị nha, rất là xinh. Đây bên trong, đây dạ váy nha. Đây zoom dạ váy cổ vét. Rồi mã số là D50, màu đỏ đô nha. Cái này màu đỏ đô sang lắm. Em là em thích mặc những cái bộ nào mà màu đỏ đô lắm, tại vì nó rất là xinh, rất là dễ thương luôn. Rồi mã số là D50 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay nè, 52-23kg đổ xuống vừa. À đơn hôm qua đã có nhân viên gọi điện thoại cho mình chưa Titi? Nếu mà có nhân viên gọi cho mình rồi là đơn hàng đã đi rồi nha. Rồi mã số cái zoom hồi nãy là D50 á. Zoom đó mặc sang lắm nha. Zoom đó mặc rất là sang. Chị nào lấy thì để lại liền giúp em D50 số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Linh Nguyễn ơi, mình đừng có chấm chấm giúp em đi chị ơi, cho comment của khách nha. Rồi D50 là cái zoom hồi nãy nha. Em thấy chị nè, em thấy chị nha. Chị Bông Bông ơi, chị cho em xin cái số điện thoại, mã số, địa chỉ đi chị ơi. Không có đầy đủ pháp không chốt hàng. 69 ngàn. Tiếp theo zoom. Cái này là zoom ống rộng, cái hồi nãy là zoom ấm ôm dạ váy. Còn cái này là zoom ống rộng nha. Đây zoom dạng zoom váy nha chị nha. Zoom ống rộng váy như thế này nè, đây nha. Đây rồi, cổ của nó là dạng cổ yếm. Đây nha chị nha. Đây cổ yếm nha chị nha. Đây ạ. Đằng sau có khóa kéo. Bộ này 52-53kg đổ xuống. Vòng eo dưới 73 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 73 giúp em. Mã số là D37 nha chị nha. D37 nha. Đây xinh lắm. Bộ này mặc xinh lắm nha. Đúng rồi, 69, bộ này giá 69k hết. Rồi mã số là D37 nha. Rất là xinh luôn. D37 nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay giúp em. D37 là cái bộ hồi nãy nha. Bộ zoom vừa qua. Rồi em lên cho mình là một cái mẫu đầm body tay dài chất thun gân nha chị nha. Rồi một mẫu đầm tay dài chất thun gân luôn cho mình nha, giúp em. Rồi rồi mã số là D17 nha chị nha. Đây ở chất liệu của nó là thun gân nha. Chất liệu của nó là thun gân, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha. Bộ này mấy chị thoải mái luôn. Chị nào không thích dài tay thì mình cắt lên. Còn chị nào mà ngắn quá, dài quá thì mình cắt lên giúp em luôn. Thoải mái nha chị nha. Đây rồi, mã số là D17 nè. Hôm bữa chị có đặt một cái sao không thấy sếp gọi gì em. Số điện thoại địa chỉ đầy đủ. À có thể là hết đó chị yêu ơi. Có thể là hết đó nha. Tại vì có một cái ở trên đây là nhiều khi chị trên người ta nghe máy rồi là bên em sẽ không có chuyển xuống được nha. Rồi sĩ, chị Ngọc luôn ơi, sĩ mình để lại giúp em số điện thoại khoảng trống sĩ nha. Lát nữa có nhân viên gọi điện thoại bán cái thức lấy sĩ nha. Yếm váy hả? Có chị ơi, để đắp em lên nha. Rồi một cái mẫu đầm body rất là xinh luôn. Mã số là D17 nha chị nha. Ở phần dưới có đính nút nè, sẽ đồi luôn, rất là sang nha chị nha. Một màu xám rất là tay. Rồi D17, chị nào lấy thì nhanh tay giúp em nha. D17 nha. Rồi tiếp theo luôn. Em thấy chị nhỏ. Rồi em lên cho mình là một cái váy xòe luôn, rất là xinh. Cái bộ này rất là xinh nha chị nha. Rồi bộ này mã số là D08 nha chị nha. D08 nha. Đây ạ. Chất liệu của nó là thun mát nha chị nha. Chất liệu của nó thun mát lạnh luôn nha chị nha. Em thấy chị tuyết sa mạc nha. Rồi D08 nè. Chị nào lấy bộ này nhanh tay. Bộ này 53kg đổ xuống giúp em nha. 53kg đổ xuống 10 giúp em nha. Mã số là D08 nha chị nha. Chất liệu của nó là thun rất là mịn nha. Chị Hà Trần ơi, chị lấy D17, chị cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Chị để là D17 không mà bên em không chốt được hàng cho mình. Chị để là D17 không mà bên em không chốt được hàng cho mình đâu nha chị Hà Trần nha. Rồi mã số là D08 nè, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Bộ này mặc rất là xinh nha chị nha. Bộ này mặc rất là xinh nha. Rồi D08, chị nào lấy nhanh tay. Rồi chị Bảo Lâm có địa chỉ chưa? Bảo Lâm ơi, mình có địa chỉ chưa ạ? Tiếp nha. Ok, các em xin cái địa chỉ đi, chị áo cưới Ngọc Hiền.
Rồi một cái mẫu đầm maxi nữa rất là xinh, một cái mẫu đầm maxi rất là xinh nha chị nha. Đây là ở chất ở trên của nó là ren hai lớp, ở phần dưới của nó là vôn phối ren và bên trong nó có chất liệu thun nha chị nha, cho nên là mình yên tâm không sợ mỏng. Đây nha chị nha, đằng sau có khóa kéo luôn. Bộ này đi biển đi chơi rất là xinh nha chị nha. Đây váy em cầm tất cả các mẫu đều với giá là 69.000 nha chị nha. Đều với giá 69.000 nha. Rồi cái mã số em đang cầm là D40. Đây, maxi nha, D40. Bộ này xinh lắm nha mấy chị yêu nha, xinh lắm nha. Bộ này rất là xinh, bên trong nó có lót cho mình luôn. Đây. Bên trong nó có lót cho mình luôn nha mấy chị nha, cho nên là mấy chị yên tâm. Bên trong lót cho mình một cái quần luôn á, dạng dùm nha chị nha, đây ạ. Bên trong lót luôn. Rồi. Rồi mã số là D40 nha. Ok, hạnh lì nè. 52kg đổ xuống chị yêu ơi, 52kg đổ xuống. Rồi tiếp tục nha, mấy chị yên tâm đi, còn nhiều bộ xinh lắm đây nè. Rồi. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ kết bạn với fan của em nha, Trần Linh Lan nha, fan của em á. À mấy chị nhớ thêm bạn nha. Rồi tiếp theo luôn. Gì đây? Rồi một cái váy, hình như váy này là nãy mình có đặt rồi nè. Rồi mã số là D39 hồi nãy em có giới thiệu mẫu này rồi. Em có giới thiệu mẫu này rồi. Mà chị nào chưa đặt kịp cái mẫu này á, mình chuyển tiếp qua cái mã số khác giúp em nha. Đây D39 nha. Rất là xinh cái bộ này luôn nha chị nha. Đây ạ, nãy em có like rồi á, nhưng mà nó còn sót thêm một bộ nữa đây nè, cho nên là mình lấy mình nhanh tay nha. D39 nha chị nha, D39 nha. Nãy em có like bộ này rồi. Ơi chị Yến Chi, em không thấy comment của chị nha. Em không thấy comment của chị. Rồi, tiếp tuột. Rồi, một cái váy xòe rất là xinh. Rồi, tiếp tục một cái váy xòe xinh lắm đây nha mấy chị nha. Rồi, đây, một cái váy xòe 2 dây, bên trong có quần, bên trong có quần ren cho mình nha chị nha. Đây, bên trong có quần ren cho mình đây nha chị nha. Đây bên trong có quần ren cho mình nha chị nha. Đây rất là xinh luôn. Rồi có đá khóa kéo luôn. Bộ này 52kg đổ xuống, còn em dưới 72 nha. Mã số là D41. D41 nha, 52kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. D41 rất là xinh cái bộ này luôn. Bộ này mặc lên ôm dáng rất là xinh nha chị nha. D41 mặc lên ôm dáng cực kỳ luôn và rất là xinh, cho nên là chị nào lấy nhanh tay. D41 nha, bộ đó rất là xinh luôn á. Phương Anh Cherry ơi, có nãy giờ có địa chỉ chưa chị ơi? Có địa chỉ mới chốt được hàng nha. Không thôi là em sẽ chuyển xuống ở những chị thứ hai đó, tại vì không có địa chỉ là em sẽ chuyển xuống tiếp cho những chị thứ hai nha. Chung đồ mới không mà còn trong bọc hết đó mấy chị ơi, cho nên là mình yên tâm có địa chỉ giúp em. Rồi một cái váy maxi, à không phải maxi, dạng của nó là dạng phân dài và váy này rất là sang body nha, dạng body nha, rất là sang luôn cho mình nha chị nha. Đây đây nha mấy chị nha, rất là sang. Em 1m6 mặc qua gối nha. Đây 1m6 mặc qua gối rất là xinh luôn nha chị nha. Đây. Rồi, mã số là D42 nha chị nha, D42. Mẫu này 52, 53kg đổ xuống nè, 53kg đổ xuống vừa luôn á nha chị nha. Đây. Không chị ơi, em chốt hàng ở trên livestream, không có inbox đâu, bên em không trả lời inbox nha. Rồi, mã số là D42, chị nào lấy nhanh tay, 53kg đổ xuống nè, vòng eo, thoải mái. Rồi, đằng sau có khóa kéo, bộ này mặc sang lắm nha, bộ này mặc sang lắm. D42 nha chị nha. Rồi, chị nào lấy nhanh tay nè. Bộ D42 xinh lắm nha mấy chị nha. Chị nào không lấy rất là tiếc luôn á. Mấy chị ơi, chị nào hồi nãy giờ mình đặt, mình cho em xin cái địa chỉ nha. Không có địa chỉ là hủy đơn hàng nha. Không có địa chỉ bên em sẽ chuyển xuống cho những chị nào có địa chỉ, bên em sẽ ưu tiên nha chị nha. Những chị nào có địa chỉ bên em sẽ ưu tiên chốt trước nha chị nha. Có phải giống chị đang mặc không? Hồi nãy em qua những cái mẫu giống em đang mặc hết trơn rồi. Có 2-3 bộ giống em đang mặc rất là xinh và hết trơn rồi. Rồi một cái đầm body rất là xinh luôn đây nha. Rồi đây, một đầm body rất là xinh. Chất liệu của nó ở trên là ren, ở phần dưới của nó là thun cát nha chị nha. Ở phần dưới của nó là thun cát, đằng sau có khóa kéo nha, đằng sau có khóa kéo cho mình luôn. Cái này như là dạng suông nha, dạng suông chứ không phải là body nha chị nha. Dạng suông suông nha chị nha, rất là xinh nha. Đây ạ, bầu bì thoải mái nè. Bầu bì 2-3 tháng thoải mái nha chị nha. Váy đen, trắng, xòe. Trời ơi chị ơi, em qua nãy giờ rất là nhiều mẫu đẹp luôn á. Váy đen trắng đồ có hết, váy công chúa body có đủ hết, zoom có đủ hết luôn, rất là nhiều.
Rồi đây nha chị nha, đây rất là xinh luôn. Rồi mã số là D09 nha, một cái đầm suông nữa nha chị nha, D09. Chị nào không thích tay dài mình về mình cắt lên giúp em, mình cắt tới đây vẫn được, hoặc là mình cắt xuống đây vẫn được nha, không thích tay dài cứ cắt. Đây rất là xinh. Đây nha, đằng sau có khóa kéo. Rồi D09 nha, chị nào lấy nhanh tay nè, D09. Rồi. Rồi D28 tiếp tục nha. Rồi D28 đây nha chị nha, D28 đây nha chị nha, đây. Một cái váy này mấy chị mặc đi biển nó này kia rất là xinh tay nha chị nha, một cái váy đi biển rất là xinh. Đằng sau của nó sẽ là bụng nơ như thế này nha chị nha, không có hở lắm đâu. Mình mặc lên mình mới thấy là không có hở, nhìn thì mấy chị có thể thấy là hở, nhưng mà mặc lên nó không bị hở nha chị nha. Cái D09 hả? 69.000 chị ơi, 69.000 nha. Đồng giá bộ nào cũng 69.000 hết ạ. Rồi D28 nha, D28 chị nào lấy nhanh tay. Bên hông của nó có khóa kéo nha chị nha, bộ này rất là xinh, chất liệu của nó hôn mát lạnh luôn. Bộ này mấy chị mặc đi biển bao xinh luôn, mặc đi dạo đồ cũng rất là xinh nha chị nha. Bộ này 52kg đổ xuống giúp em, bên trong có quần nha. Bên trong có quần 52kg đổ xuống giúp em nha. Rồi. Rồi hết đồ rồi, để em xem coi. Rồi hiện tại là các em đang mặc hết hàng rồi chị ơi, hết hàng rồi. Rồi hiện tại là ôi 58kg, 58kg mặc không vừa đâu chị ơi, 58kg mặc không vừa đâu nha. Rồi hiện tại là chờ em một xíu. Rồi mấy chị ơi, hiện tại là hết sạch đồ rồi, hết sạch luôn rồi. Hôm nay là chỉ like sale được nhiêu đó thôi. À, ngày mai thì mấy chị nhớ là mình thêm bạn Trần Linh Đan giúp em. Ngày mai mình vào live vào lúc 4:30 nha chị nha. Là bên em sẽ sale tiếp những mẫu xinh. Em nói thật, tại vì bên em những bộ đồ rất là xinh luôn, em nói thật. Cho nên là mấy chị yên tâm về mặt dẫn chị nào mà như số ký em cân nè, như số ký em tư vấn mà không đẹp đưa lên đây nha. Em bộ của em cũng là 69.000, nếu mà em cầm lên thì cũng như mấy chị hôm qua, bộ này em có like một bộ rồi, nhiều chị em dơ lên, hôm qua em không có mặc bộ này nhưng mà em dơ lên nhiều chị á thấy là thôi chắc không có đẹp đâu, mặc lên không có đẹp đâu, hàng rẻ nữa là không có đặt đó. Nhưng mà hôm nay em like em mặc luôn cho mấy chị xem nha. Em nói trước, cầm lên thì form dáng nó không có được chuẩn như là mấy chị mặc lên người, nên là mấy chị yên tâm nha, mua về mặc lên người thì mới thấy được hết cái dáng, cái form của bộ đồ của mình. Chứ mà mình cầm lên thì bộ đồ có đẹp đến mấy, cầm lên thì nó cũng sẽ như vậy, không bao giờ mà nó đẹp được đâu. Cầm lên mà mình cầm mình đưa như vậy thôi, đâu có đúng form dáng của nó đâu có ra được cái form cái dáng đâu. Cho nên là mấy chị hãy mua về mình đặt. Giống như cái bộ này, nếu mà em cầm lên nó cũng sẽ như những cái bộ đồ hồi nãy. Chị nào tin tưởng shop của em thì mình đặt hàng, còn không thì thôi. Tại vì những cái bộ này bên em đã mặc hết rồi, bên em bán ở shop, em bán live thường xuyên ở shop, cho nên là những cái bộ này em đã mặc và bán cả mấy trăm cái rồi. Cho nên là mấy chị yên tâm, không bao giờ mà mua về như vậy cái mấy chị mặc lên là nó phùng phình hay là nó như thế nào hết. Những cái váy đó là những cái váy suông nó mới phồng phình thôi, còn những cái váy mà như cái váy xòe hay là những cái váy body bên em đảm bảo với mấy chị luôn, về mặt rất là đẹp, lên dáng rất là chuẩn. Mấy chị có thử xem, ngày mai nếu mà một trong những cái bộ này em còn sót lại một bộ nữa thì em sẽ mặc lên cho mấy chị xem để mấy chị biết cái form dáng của nó như thế nào nha. Rồi bây giờ là em off live stream nha, mình nhớ là những bạn fan Trần Linh Đan giúp em, để ngày mai 4:30 mấy chị vào mình xem nha. Bye bye tất cả các chị đã ủng hộ shop em nha.